Chăm sóc vết thương sạch là kỹ thuật thường quy nhằm đáp ứng các mục đích giúp vết thương sạch và mau lành, che chở và ngăn ngừa nhiễm khuẩn, thấm hút chất bài tiết, đắp thuốc vào vết thương nếu cần. Để thực hiện tốt kỹ thuật này, điều dưỡng cần phải nắm vững những nguyên tắc vô khuẩn, cách nhận định, phân loại vết thương, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Thực hiện năm đúng, xem chỉ định và đối chiếu với người bệnh. Xin chào đồng chí. Đồng chí cho tôi hỏi, đồng chí họ tên là gì ạ? Tôi là Bùi Xuân Hồng. Dạ vâng. Xin giới thiệu với đồng chí, tôi là Hồng, điều dưỡng phụ khoa. Hôm nay theo mệnh lệnh của bác sĩ, tôi sẽ đến thay băng cẳng tay cho đồng chí nhé. Thông báo, giải thích cho người bệnh biết thủ thuật sắp làm, động viên người bệnh yên tâm và hợp tác. Trước khi thực hiện, điều dưỡng viên cần nhận định tình trạng của người bệnh, toàn trạng, chi giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng vết thương, vị trí, kích thước, bề mặt vết thương, tình trạng tiết dịch, màu sắc vết thương, vùng da xung quanh vết thương, tiến triển lành vết thương. Để tiến hành kỹ thuật trước, chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ, phương tiện kỹ thuật trên xe tiêm 3 tầng như sau. Tầng 1, một trụ cắm kìm, một kìm cô xe không mấu, một nỉa, một khẩu phần thay băng gồm một khay chữ nhật, một kéo, một banh cô xe không mấu, hai nỉa, hai cốc nhỏ, một đôi găng tay, gạc củ ấu, gạc miếng, dung dịch rửa vết thương, dung dịch sát khuẩn vết thương, dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Tầng 2, một khay sạch gồm băng dính hay băng cuộn, một kéo cắt băng dính, một bộ huyết áp, một tai nghe, một khay quả đậu, găng tay sạch, một tấm lót ni lông, hồ sơ người bệnh. Tầng 3, xô đựng dung dịch khử khuẩn, xô đựng chất thải tái chế, xô đựng chất thải lây nhiễm. Các bước tiến hành: điều dưỡng sát khuẩn tay thường quy, đeo khẩu trang, giúp người bệnh ở tư thế nằm thích hợp, bộc lộ vết thương, trải ni lông lót vùng dưới thay băng, đặt khay quả đậu ở vị trí thuận lợi, điều dưỡng mang găng tay sạch. Dùng tay hoặc nỉa nhẹ nhàng tháo băng cũ bỏ vào xô đựng chất thải lây nhiễm. Đánh giá sơ bộ tình trạng vết thương và thông báo sơ bộ cho người bệnh biết. Tháo găng tay bỏ vào xô đựng chất thải lây nhiễm. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh. Mở gói thay băng khẩu phần. Sắp xếp dụng cụ. Đổ dung dịch natri clorua 0,9% và dung dịch betadine vào hai bát inox. Điều dưỡng mang găng tay. Rửa vết thương bằng dung dịch natri clorua 0,9%. Tay không thuận, cầm nỉa để gấp bông cầu trong bát inox có chứa dung dịch natri clorua 0,9%, chuyển sang nỉa bên tay thuận để rửa vết thương. Rửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đến khi sạch. Thấm khô, ấn kiểm tra vết thương bằng gạc hoặc bông cầu xem có dịch không. Sát khuẩn vết thương bằng dung dịch betadine. Tay không thuận cầm nỉa để gấp bông cầu trong bát inox có dung dịch betadine, chuyển sang tay bên thuận để sát khuẩn vết thương. Sát khuẩn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đến khi sạch. Thấm khô vết thương, hỏi cảm giác của người bệnh. Dùng nỉa gấp gạc vô khuẩn đặt lên vết thương đã được sát khuẩn, dùng băng dính băng lại.
cho dụng cụ kim loại đã sử dụng vào chậu đựng đồ bẩn để ngâm khử khuẩn. Thu dọn dụng cụ. Cho bông, băng, gạc đã sử dụng cho bệnh nhân vào xô đựng chất thải lây nhiễm. Thu dọn tấm ni lông trải dưới vùng thay băng. Tháo găng tay và bỏ vào xô đựng chất thải lây nhiễm. Giúp người bệnh trở lại tư thế thoải mái. Báo người bệnh những việc cần làm đã xong. Hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết. Vết thương của em hiện tại rất là tốt. Em có thể vận động nhẹ nhàng. 1-2 hôm nữa sẽ ra viện nhé. Còn chế độ ăn uống của em không phải kiêng gì nữa đâu. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho chị nhé. Sát khuẩn tay. Ghi hồ sơ. Thực hiện tốt kỹ thuật này, điều dưỡng cần lưu ý những vấn đề sau. 1. Đảm bảo kỹ thuật vô trùng. 2. An toàn cho người bệnh, không đau, không chảy máu, không tổn thương thêm. Người bệnh hài lòng. 3. Xử lý chất thải an toàn.